Rồi, lời nói đầu tiên cho phép Phát gửi lời chúc đến sức khỏe anh cô chú anh chị và các bạn, là chúc sức khỏe và chào Hân Hương nhất. Thì hôm nay thì Phát hồi tối thì có đi câu cá lóc các bạn, nhưng mà mưa đi hâm nên không có quay, cũng được khoảng 5-6 kg cá lóc vậy. Rồi sẵn đây mình giới thiệu với bạn là mình có bán luôn mấy cái cần câu cắm cá lóc nha các bạn, cá lóc, cá trê, đồ cá rô, đồ cắm được hết. Và cắm là cắm bằng mồi nhái nha các bạn, nhái hoặc giấy. Rồi lát nữa mình sẽ chỉ các bạn cách móc giấy luôn, rồi cách cắm giấy luôn. Đó. Thì trước tiên là mình giới thiệu cần câu của mình. Mình có hai loại, một loại là mà có dây lưỡi sẵn, còn một loại là mình chỉ làm cần thôi. Còn các bạn về, các bạn nào thích tự tóm lấy dây lưỡi thì tóm. Đây. Cần mình là mình vót bằng tre gai các bạn, vót lá hẹ mỏng mà nó dẻo lắm bạn, dẻo nè. Cần này có thể chịu được cá lóc, cá ký nha các bạn. Cá trê thì nó mạnh hơn, cá trê thì cá ký thì con cá trê nào con ký thì chắc nó kéo rất lôi mất cái cần của mình, tại cá trê mạnh lắm nha các bạn, trê mạnh gấp mấy lần cá lóc. Cần này 1 mét. Mét một cần nha anh, nó dài 1 mét nha anh em. Nói chung là mấy cái bờ ruộng hay bờ ao gì mình cắm 1 mét là nó vừa rồi. Này là cần không, anh em muốn mua gì anh em mua cần rồi tự tự kiếm cái lưỡi nào mình thích đó, dây nào mình thích đó thì mình kiếm đang mình làm. À, đây là đống cần mà chưa có tóm dây với lưỡi nha bạn. Còn đây mình có cần mà tóm dây lưỡi xong mình để đây. Này. À, cái này mình bán 7.000 cần nha các bạn. Xỉ 6.000. Xỉ 100 cần tức là mình để 6.000 nha các bạn. Rồi đây mình hướng dẫn các bạn cách móc giấy luôn. Đây, cái cần nó xong nó như vậy nè. Giấy đây các bạn, giấy này mình mua mình câu tối á, còn kiến nó vô, kiến nó phá giấy lắm nha các bạn. Ở đây mình bắt con giấy ra mình móc cho bạn xem nha. Rồi đây các bạn, đây con giấy nè. Giấy này mình mua ở tiệm mấy tiệm chim các bạn, tiệm bán chim đồ cho chim ăn ấy. Đó, mua 10.000 là câu một đêm không hết luôn nha các bạn. Rồi đây cần câu mình chỉ các bạn cách móc. Cái cần nãy là mình tối mình kia câu mà nó bị quát các bạn, mở nó không ra. Rồi cái cần mấy cần khác nha, mình móc giấy nè. Nè bạn để ý nè, trên cái lưng con giấy á không lấy nét nè. Điện thoại không lấy nét bạn đó, được rồi nè. Trên lưng con giấy nó có dưới nè. Đó, dưới gần cổ nó có cái đai ha, bạn thấy đai không, mình móc xuyên qua cái đai đó nó không có chết nha các bạn. Mình móc xuyên qua cái đai nó nha. Đó ha. Rồi cái này mình cắm á, là con dế á, mình cho nó cái chân nó vừa chạm mặt nước nha các bạn. Đó, cho cái chân nó quạt 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 mặt nước nó động á, con cá nó phát hiện thì nó mới tới nó ăn. Đó, cách móc giấy nha các bạn. Còn nhái thì mình móc ở ngay mỏ hoặc là trên lưng cũng được, nhái thì nó lâu chết lắm nha các bạn. Còn giấy như này thì mình móc mình cắm mình canh để khi nó ngập nước nó cũng dễ chết.
Dế này mà để ngập nước là chết nha các bạn. Đây về cái chân nó vừa chạm nước thôi, cái đầu nó trên mặt nước mà cái chân vừa chạm nước nó quạt quạt á, con cá nó phát hiện ra. Hướng dẫn các bạn cách móc dế, tại có nhiều bạn hỏi mình cách móc dế mà mình chưa có cái clip nào để làm để cho các bạn xem á. Chiều nay mình đi cắm phát nữa, hôm qua mua 20.000 dế, cắm được 6 kg cá nha các bạn. 6 kg giờ cũng phải chung bán cũng phải tại cũng phải được cỡ 1 triệu mấy, tại 1 ký 180 nha các bạn, ký cá lóc đồng 180.000. Rồi chào các bạn nha, video này mình xin kết thúc ở đây, hẹn các bạn ở video sau nha. Anh em nào cần cái cần câu cắm hay các thứ thì mình ship toàn quốc nha các bạn. Số hội mình là 0936059090, Facebook là Bảy Rắn Đồng Nai nha các bạn. Chào các bạn.